nhớ trước khi tới cửa hàng thì nói với alo số điện thoại đó là anh với chị tới cửa hàng rồi, giảm giá thêm, trừ thêm khuyến mãi thêm cho anh chị từ 500 tới 1 triệu, 2 triệu tùy vào cái giá trị xe nữa. Đấy. Hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dương Phát, địa chỉ là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Một chi nhánh nữa là 688 Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho các các cô chú anh chị mình một tí xíu thông tin về cái mẫu xe là Honda Groom vừa mới ra mắt cái phiên bản mới. Nó là cái chiếc xe mà Honda MSX 125 mà hồi trước mà được khá là nhiều cộng đồng yêu xe, chơi xe kiểu mini bike á là thích nó lắm. Đấy, nhưng mà tới thời điểm sau này hiện tại rồi cũng phải vài năm rồi, nó đã ngưng sản xuất cái mẫu xe mà Honda MSX rồi. Nhưng mà ở bên Thái Lan thì anh vẫn duy trì cái phiên bản đó. Thì nếu như mà các cô chú anh chị mình sắp tới mình thích những cái phiên bản Thái Lan á, tất nhiên là Thái Lan sẽ rất là mắc tiền nha mọi người. Nó sẽ rất là mắc tiền. Nhưng mà anh chị nào bỏ ra khoảng 60 mấy 70 triệu dùng chiếc xe đó thì không biết là anh chị có chịu mua những phiên bản Thái Lan đó hay không. Đó là những cửa hàng xe máy tại thị trường hiện tại chúng ta nó sẽ không có gọi là nhập hàng vào những cái xe đó về, thì biết là nó sẽ bán khá là không có được á. Đấy, thì hôm nay cũng sẽ cập nhật cho anh chị một xíu về thông tin của chiếc Honda Groom, hình ảnh, màu sắc và giá bán tại Thái Lan là bao nhiêu, để mình có tí xíu gì đó ai đam mê chiếc xe đó thì mình có thể xem một xíu về nó ha. Cái mẫu xe Honda Groom 2024 này á là mẫu xe côn tay thể thao nha, và mức giá nó khoảng tầm là 64 triệu đồng nha anh chị ha. Thì ở thế hệ mới này, cái chiếc Honda Groom đã có nhiều cải tiến hơn ở phần ngoại thất của nó. Xe thì được thiết kế nhìn nó kiểu như sáng láng hơn nè và hiện đại hơn so với phiên bản trước. Honda cung cấp cho cái chiếc Groom 2024 này với hai tùy chọn màu sơn. Màu đầu tiên là màu đen bạc thuốc súng và hai là màu trắng ngọc trinh, trắng ngọc trai. Đấy. Và chiếc xe côn tay cỡ nhỏ này được trang bị đèn pha LED 2 tầng. Đó. Và ốp bình xăng nhìn rất là thể thao và cá tính nha anh chị. Anh chị có thể xem cho màn hình. Thì đối với bản thân em thì nhìn cái màu đen nó cực kỳ là đẹp luôn. Rồi thì xe được trang bị một cái đồng hồ kỹ thuật số mới đi cùng với một cổng USB Type-C nha anh chị. Type-C nha. Thì cái cổng USB Type-C sạc nó sẽ nhanh hơn so với USB Type-A. Đó, mà hiếm những cái xe nào mà được trang bị cổng USB Type-C tại thị trường Việt Nam chúng ta lắm. Về phần giảm sóc thì cái phuộc trước của nó là dạng phuộc hành trình ngược upside down, còn phuộc sau thì là phuộc lò xo đơn ha, đơn sau. Và xe Groom 2024 này được trang bị cái bộ mâm ở phía trước là 12 inch đi kèm theo cái lớp không xăm, với lớp trước là 120 và lớp sau là 130 nha. Ở mỗi bánh đều có hệ thống đều là phanh đĩa hết, riêng bánh trước sẽ được tích hợp luôn cả hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Cung cấp sức mạnh cho cái chiếc Honda Groom 2024 là một động cơ xi lanh dung tích là 125cc thôi, làm mát bằng không khí, công suất là khoảng tầm 9,2 mã lực và moment xoắn đâu đó là 10,6 Nm, kết hợp với cái hộp số là 5 cấp nha anh chị, hộp số 5 cấp ha, xe côn nha. Thì theo kế hoạch thì chiếc Honda Groom 2024 này sẽ được bán ra tại thị trường Nhật Bản từ ngày 14 tháng 3 với mức giá là 2.600 đô, tương đương với khoảng là 64 triệu đồng. Và theo kế hoạch thì chiếc Honda Groom 2024 này được bán ra tại thị trường Nhật Nhật đầu tiên ha, thì nó sẽ ra mắt và được bán ra rồi với mức giá đâu đó khoảng tầm 64 triệu. Còn ở thị trường Thái thì mình vẫn chưa thấy nó cập nhật về tin tức về bên Thái. Thì bên Thái thì cũng đã có phiên bản Groom rất là lâu rồi đó, nhưng mà hiện tại thì bây giờ bên Thái thì mình vẫn chưa có tin tức về cái phiên bản này. Thì các bạn có thấy được là cái chiếc Groom này nó có đẹp hơn không so với phiên bản MX ngày xưa thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho em biết nha. Và anh chị nào mà đã đi cái chiếc MX ngày xưa đó, MX 125 á, thì có sự đánh giá và nhìn nhận nó như thế nào cũng để lại bình luận để cho một số anh chị mà tham khảo về cái chiếc MX nha. Rồi bây giờ thì ngoài là không có Groom, không có MX gì trơn á, thì mình có một chiếc Win 130 ở đây. Và sẵn này báo giá cho những bạn nào mà thích đi những dòng xe cổ điển nè, tay côn những cổ điển, thì con này nó không phải là hàng chính hãng của Honda hay Yamaha hay trơn á, mà nó là hàng của D-Tech và Espero, là một cái hãng liên danh. Nói chung là ai muốn gọi nó là liên danh là gọi, ai muốn gọi nó là xe Trung Quốc thì gọi xe Trung Quốc thôi. Đấy, và con này giá nó cực kỳ rẻ luôn, nó chỉ có 16 triệu rưỡi cho một chiếc xe này thôi, 130cc nha, 16 triệu rưỡi cho 130cc. Đấy, hàng liên danh mà mọi người, nó cũng không có quá mắc đâu. Nhiều người hỏi là đi xe này có phụ tùng phụ kiện hay thế không, có, thoải mái yên tâm ha. Tại vì chiếc xe này á là cái hãng D-Tech này là hãng xe máy điện, xe đạp điện, rồi là hãng rất là lớn ở ngoài Bắc, ngoài Hà Nội á. Thì không biết là anh chị nào mà ở ngoài Hà Nội hay ngoài Bắc á, anh chị có thấy được cái hãng này không á, thì hãy để lại bình luận bên dưới cho mọi người biết ha. Và chiếc xe này mức tiêu hao nhiên liệu của nó là 2,2 lít trên 100 cây, với mức giá là 16 triệu rưỡi.
Giá em báo là đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ còn thêm cái giá lăn bánh. Là anh chị ở tỉnh, huyện, thị xã nào thì em sẽ tư vấn cái giá lăn bánh cho anh chị. Alo cho em một số điện thoại là 0785888030 nha. Nhớ trước khi tới cửa hàng thì nói với alo số điện thoại đó là anh với chị tới cửa hàng rồi, để người ta biết, để cửa hàng biết, để các bạn sale đó biết, để mà giảm giá thêm, trừ thêm khuyến mãi thêm cho anh chị từ 500 tới 1 triệu, 2 triệu tùy vào cái giá trị xe nữa. Đấy. Rồi, thì anh chị nào mà muốn biết sâu hơn, chi tiết hơn thì có thể liên hệ với em ha. Thì nói chung chiếc này thì em đã review một lần rồi, không có gì để lại review nữa nhiều chân. Bóng đèn thì chỉ là bóng đèn halogen, phanh thì phanh trước là đùm, phanh sau cũng là đùm luôn. Đó, bình xăng ở bình xăng ở đây. Nói chung một chiếc này mình mua về cho những ba của mình đi uống cà phê với bạn, những người mà thích đi những dòng xe cổ điển như thế này á, là mình có thể mua về, người trẻ có thể mua về cái mình độ nâng cấp nó lên một tí xíu rồi đó, cho nó đẹp hơn. Đấy. Nhiều người hỏi em là phụ kiện có đầy đủ, có để thay thế được không? Dư sức phụ kiện đầy đủ luôn, sản xuất là đầy đủ cho anh chị có thể thay thế sửa chữa ha. Thứ hai là xe này đi chắc không có bền đâu. Tiền nào của đó đúng. Đúng thật là tiền nào của nó thì mình không thể nào mà đòi hỏi chiếc xe có 16 triệu rưỡi cho 130cc mà nó phải quá ngon lành đâu. Đấy, thì nó sẽ đi theo mình là của bền vì người nữa, nếu mình yêu nó, mình chăm nó kỹ thì nó cũng sẽ đi với mình lâu hơn một tí xíu. Còn nếu mình chạy mình rì được phá là kiểu thì nó cũng không có theo mình suốt đời được ha. Ngoài ra thì em còn có cái chiếc màu đen đỏ nữa nha anh chị ha. Đấy, anh chị có thể xem trên hình ảnh nha. Đấy, em sẽ quay từng chi tiết một cho mọi người cùng xem. Máy 130, xe này là xe mới chứ không phải xe đã qua sử dụng nha anh chị. Xe mới hoàn toàn 100% luôn. Đó, dưới đây thì sẽ có một cái màu nó gọi là màu đen. Đèn bóng ha, đèn bóng hơi sang tí là khó thấy. Đó, ghế thì là ghế da. Rồi, thì anh chị có muốn sơn màu độ cho chiếc xe này thì hãy để lại bình luận bên dưới nha. Cái chiếc này là màu sơn độ nè. Đó, ai muốn sơn màu độ như thế nào thì hãy để lại bình luận phía bên dưới. Rồi, thì nói chung đó là số cập nhật của em về dòng xe Honda Crown 2024, một chiếc xe D-Tech Win 130 này. Anh chị thắc mắc những cái đó gì hay là có những cái bình luận đánh giá gì về cái clip này, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho em biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.